Con size mini bên giữa này thì mặt chính nó lại ở bên trong này, mặt chính ở bên trong này. Nhưng mặt này tôi sẽ không quay mặt bên ngoài này. Mặt này là mặt chính rồi. Đấy, một dãy này. Những cây bonsai rất là chuẩn mực từ đây ra kia. Bắt đầu coi nhé. Đây là linh sam. Cây chắc bách diệp. Chắc bách diệp rất đẹp. Lúa đấy, chắc anh bảo nó bên kia. Còn đâu anh ta quay cái to bên kia vừa hỏi thế à? Không biết bên kia à, thế tí nữa phải sang bên đấy. Anh nhớ là có cả cây cầu vào à, rồi còn đất đâu nữa nhỉ? Anh biết chỗ trình vô quay đấy thì anh thế à? Chỉ đằng kia à, thế tí nữa lại đánh vào trong đấy. À, trong kia còn có cây to nữa, ở ngoài này chỉ bay cỡ chung để xuống thôi. Cái chắc bách diệp rất là hay. Chắc bách diệp lũa. Đấy, cái lá của nó rất là đẹp quá. Chắc bách diệp. Đấy. Tôi rất thích dòng bách diệp này. Nó rất là đẹp, lá nó luôn là rất là gọn. Và nó có tính quốc tế các bạn, nó có tính quốc tế, những cái dòng lá kim này nó có tính quốc tế. Rất là mướt, rất là mướt. Lũa. Đây, số điện thoại rất đẹp này. Tiếp theo. Cây xanh. Xanh bonsai mà rất cổ. Cổ. Địa y xanh này. Và nhìn cái dăm này có biết là bao nhiêu năm tháng. Một cái xe mini nhưng mà dáng cổ. Dáng làng ấy. Cũng của bác Bác Tư đi. Đấy, một cái cây rất hay, cây xanh rất hay. Mặt này là mặt chính rồi, nhìn nó thấy thuận chiều. Đấy, cái xi búp đỏ này làm thêm một cái tiểu cảnh rất là tươi mát. Đấy, chỗ này thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cái bệ này đâu nó ra thì rất là đẹp. Nó già cái bệ lên và nó to lên thì cái thân này nó rất là đẹp. Cái xi rất là đẹp. Vẫn của Bắc Quỳnh đấy. Dãy này là dãy mini đẹp nhất. Đấy, rất cổ thụ. Khi mà cái bệ rễ nó kết dính được vào với nhau thì cây này rất là giá trị. Rất nhiều giá trị. Có không? Máy không? Để em mua cho. Đấy, cây mai chữ thủy tuy mini nhưng mà rất là rất kinh điển. Một người bê nhưng rất là kinh điển. Chữ kinh điển có gì? Nó chỉ cao tầm 30 phân thôi. Thân này không còn một vết sẹo nào nữa. Riêng cái này phải đi một vòng nó kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Mày cứ chở đi.
Đấy. Đều viết rất sạch sẽ. Trời đẹp, nhưng mà chưa được kỹ như thế này. Nhưng mà toàn cây đặc sắc. Đây là sớm trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, và cũng chính nước trở thành văn hóa hơn một nghìn năm lịch sử, cùng sức mạnh nội tại đã tạo ra cho Hà Nội cất cánh vươn lên trở thành trung tâm đầu tư quan trọng của cả nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tùng này thì có mặt rất nhiều. Sự phát triển của nông nghiệp nông thôn Hà Nội là một trong những quan trọng Hà Nội công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô này. Chúng ta cùng ôn lại trang đường lịch sử 65 năm ngành nông nghiệp Hà Nội vượt khó đi lên, giành được những thành tựu to lớn và toàn diện trong công cuộc mà công cuộc triển lãm hay là trưng bày nào cũng có mặt hết, từ châu Á Thái Bình Dương cho đến miền Bắc. Ngành nông lâm ngư nghiệp Hà Nội góp phần khôi phục kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, góp phần giải phóng miền Nam vững đại thụ. Giai đoạn 1950 này thì các bác cũng nhìn thấy rất là nhiều lần. Giai đoạn này, rất nhiều lần nhân dân miền Bắc xuất hiện trên ống kính. Chiến trường miền Nam thực hiện lời dạy của Bác: ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương đi đua với tiền phương, vừa sản xuất cái này thì quá quen rồi. Nông nghiệp lạc hậu, đồng canh, nông nghiệp Hà Nội đã bắt đầu phát triển các hướng đa canh và đồng canh, từ sản xuất cây lương thực là chủ yếu sang trồng cây xanh hiếm và chuẩn mực. Nó gần như là bây giờ rất, giá của nó rất là kinh khủng. Và cũng không phải là có tiền mà mua được, bởi vì nó là thụ thiếu và chủ nhân không hề muốn bán thì dù các bác bỏ tiền ra rất là nhiều cũng khó. Và cải thiện đời sống nhân dân, đó là thành quả quan trọng để ngành nông nghiệp bước tiếp vào giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1976-1985. Vừa rồi ở trong triển lãm thì thực tế là cây quốc tế thì nó có tiêu chuẩn, đi thi nó cũng có tiêu chuẩn, thì không phải là cây xanh chi đẹp mà là được giải đâu. Cuộc thi nào cũng có những tiêu chí đánh giá về tỷ lệ cây, và nói chung là nó cũng những cái niêm luật chuẩn cây quốc tế, ví dụ tán ở chỗ phía bao nhiêu và cách thân bệ bao nhiêu, ví dụ như vậy. Có tiêu chuẩn cả những cái cây rất là đẹp, các bác nhìn nó rất là đẹp nhưng mà nó không đạt những tiêu chí đấy thì chắc chắn nó không được giải. Đấy. Nên chúng ta đi thi cây thì nên để ý những cái tiêu chí của nó. Mặc dù mình có những cây rất đẹp nhưng không đúng cái tiêu chí của thi thì làm sao mà giải. Rất là đẹp. Trong đó vụ đông trở thành vùng sản xuất chính và cây ngô trở thành cây trồng chính của vùng đất. Việc hình thức chứng khoán sản phẩm của một người dân là góp đột phá trong quá trình đổi mới của chính quản lý, quan sản xuất, đáp ứng công tác tiêu rất là cổ, nguyện vọng của nông dân, tạo ra động lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ nông nghiệp thủ đô phát triển. Những quả to lớn mở ra thôi, hai cây đã tạo tiền đề cho nông nghiệp thủ đô chuyển sang thời kỳ mới. Vứt hết những cây đi đâu? Hội nghề và phát triển giai đoạn từ năm 1986. Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cùng thủ đô thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển từ nền kinh tế tập trung và như bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành các chương trình. Nhiều ông đi xem về chán cây của mình mà khổ lắm. Đặc biệt nghị quyết 15/2008 rất nhiều mai chiếu thủy đẹp về điều chỉnh biên giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan đã đặt dấu mốc lịch sử, mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội và không gian để thủ đô phát triển. Để cơ cấu lại không gian kinh tế xã hội, thành phố đã huy động mọi nguồn lực tạo sự khởi sắc cho diện mạo thành phố. Với sự chỉ đạo sát sao của thành ủy, sự điều hành của ủy ban nhân dân thành phố, sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành và nhân dân, nền sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản luôn tăng trưởng và phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng bình quân 10 năm trở lại đây của giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 3,34% một năm.
cơ cấu giá trị sản xuất năm 2018, trồng trọt lâm nghiệp 42,7%, chăn nuôi thủy sản 52,86%, dịch vụ 4,44%. Kết quả này đã đưa giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế năm 2018 đạt 259 triệu đồng một hecta một năm, vượt trước 2 năm mục tiêu chương trình đề ra và tăng 117 triệu đồng một cái con so suối. Năm 2010. Suối đây. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản mà làm nó có một cái chiều cao 300 tỷ đồng, nó có cái độ dốc thì 3.700 tỷ đồng. Đây là có vẻ như giống con sông hơn. Đời con sông thì lại có đá thì nó cũng hơi và nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng một người một năm. Thực hiện chương trình 02 của thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, Hà Nội xác định công tác dồn điền đổi thừa là khâu đột phá, tạo tiền đề tích tụ dụng đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đúng là chứng nhận thật, hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Đến nay, toàn thành phố thực hiện dồn điền đổi thừa được 79.454,3 ha trên 75.980,1 ha, đạt 105%. Diện tích đất công dân sau dồn điền đổi thừa là 1.836,9 ha, tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch lại và đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng theo tiêu chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Sau dồn điền đổi thừa, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh việc chuyển đổi nguồn nước ngọt kém hiệu quả sang các mô hình canh tác hiệu quả cao hơn, qua đó giúp tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác. Thành phố đã phát triển được 135 liên kết trong sản xuất, 133 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Nông sản của Hà Nội giờ đây còn góp mặt ở nhiều siêu thị trên thế giới và còn được xuất khẩu, trong đó có kể tới nhãn chín muộn Hoài Đức, Quốc Hoa, gạo Quốc Cơ Đồng Phú, rau hoa quả Ba Đình. Đến nay, Hà Nội đã tổ chức được 35 vùng sản xuất mới chất lượng cao với tổng diện tích 23.340 ha năm 2018. Hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 đến 30% so với lúa dù lớn. Xây dựng được 104 vùng sản xuất rau ăn quả tập trung và 19 vùng sản xuất hoa cây cảnh tập trung, 56 vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh, giá trị kinh tế cao, 6 vùng sản xuất chè chuyên canh tập trung, 66 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, 24 xã chăn nuôi lợn trọng điểm, 39 xã chăn nuôi bò thịt trọng điểm, 60 xã chăn nuôi gia cầm trọng điểm, 48 khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư và 283 trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Hà Nội đang dẫn đầu cả nước trong việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm bằng tem điện tử thông minh QR code với hơn 5.000 sản phẩm đã được gắn mã. Chúng là chỉ biết ngắm thôi đúng không ạ? Bình phẩm thì rất là vô cùng. Ở đây là tuyển chọn những cái tác phẩm rất là đẹp rồi. Đây mặt sau của con này đây. Diện mạo nông thôn rồi châu Á Thái Bình Dương là giải phong cách đây này. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc. Nhiều loại nông sản của thủ đô đã hình thành được thương hiệu, gia tăng về giá trị, chinh phục người tiêu dùng ở thị trường trong và ngoài nước. Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, tạo bước đà quan trọng để Hà Nội thực hiện mục tiêu phát triển ô tô, mỗi xã một sản phẩm, góp phần khẳng định giá trị, chất lượng, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp làng nghề của chúng tinh kỳ trong quá trình hội nhập. Diễn ra 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành nông nghiệp Hà Nội thành một thành phần to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của thành phố. 65 năm không phải là chặng đường dài trong quá trình phát triển của lịch sử, nhưng cũng đủ để người dân hôm nay tự hào về những chuyển biến lớn lao.